Kể từ ngày 1 tháng 8, trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp lên đất thổ cư được quy định rất chi tiết tại Điều 227 Luật Đất đai 2024. Theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở, hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trong khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 121 thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo luật đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Về trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư, Điều 227 Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thực hiện theo trình tự thủ tục như sau. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo quy định thì hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giao đất cho thuê đất. Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giao đất cho thuê đất, tổ chức việc xác định giá đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thực hiện giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Trường hợp thực hiện nhận chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất thì được thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của điều này. Người dân muốn tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấp, có lối đi, kết nối giao thông công cộng, cấp thoát nước hợp lý theo Luật Đất đai 2024. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, nêu các điều kiện mới để người dân có thể tách hợp thửa đất tại Điều 220. Thứ nhất, thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ hai, thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên hay áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích ranh giới đang tranh chấp, phần diện tích ranh giới còn lại không tranh chấp được phép tách hợp thửa. Thứ ba, việc tách hợp thửa phải có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, đảm bảo cấp thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Nếu chủ đất dành một phần diện tích có đất ở trong cùng một thửa làm lối đi khi tách hợp thửa, không phải chuyển đổi mục đích sử dụng với phần diện tích làm lối đi đó. Ngoài ra, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu thì phải đồng thời hợp thửa với mảnh đất liền kề. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn mức tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Với thửa đất có đất ở và đất khác, không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích trừ khi người sử dụng có nhu cầu tách thửa. Không được tách thửa trong trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án, mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định. Luật Đất đai 2024 cũng nêu thêm hai điều kiện hợp thửa đất. Đầu tiên, việc hợp thửa phải có cùng mục đích, thời hạn sử dụng, hình thức trả tiền thuê đất, trừ trường hợp thửa đất có đất ở và đất khác.
Thứ hai, nếu hợp thửa các mảnh đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất, phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để đảm bảo thống nhất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ các quyết định trên và phong tục tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện diện tích tối thiểu của việc tách hợp thửa đất với từng loại đất. Như vậy, so với luật đất đai 2013, nguyên tắc khi tách hợp thửa đất đã được luật đất đai 2024 bổ sung thêm trường hợp đất dính tranh chấp một phần diện tích, điều kiện hạ tầng kỹ thuật của thửa đất cũng như yêu cầu khi tách thửa. Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân theo luật đất đai 2024 đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân theo luật đất đai 2024 là bao nhiêu? Căn cứ tại Điều 177 luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 có quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân như sau. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần. Hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 176 của luật này. Như vậy, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân là không quá 15 lần. Hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất tại khoản 1, 2 và 3 điều 176 luật đất đai 2024. Trước đó, theo luật đất đai 2013, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân không quá 10 lần. Hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đối với mỗi loại đất. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo luật mới đã tăng thêm 5 lần. Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ là đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không quá 45 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, không quá 30 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Đối với đất trồng cây lâu năm, không quá 150 ha đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 450 ha đối với xã phường thị trấn ở trung du miền núi. Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng thì không quá 450 ha đối với mỗi loại đất. Hạn mức giao đất nông nghiệp theo luật đất đai 2024 là bao nhiêu? Căn cứ tại Điều 176 luật đất đai 2024 quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp như sau. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như sau. Không quá 3 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 2 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân không quá 10 ha đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 30 ha đối với xã phường thị trấn ở trung du miền núi. Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 ha đối với mỗi loại đất, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng. Cá nhân được giao nhiều loại đất trong các loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 5 ha. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 5 ha đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 25 ha đối với xã phường thị trấn ở trung du miền núi. Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là rừng trồng thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 ha. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 176 luật đất đai 2024 và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 176 luật đất đai 2024. Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, quy định chi tiết về điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Cụ thể, Điều 9, chương 1 nêu rõ, tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập các hợp tác xã, liên hợp tác xã, theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp kinh doanh quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. Trường hợp tổ chức cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều này, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Không trong thời gian bị cấm hoạt động kinh doanh bất động sản, bị tạm ngừng, bị đình chỉ hoạt động theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên số vốn chủ sở hữu.
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thông qua dự án bất động sản phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20%, tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên và phải đảm bảo khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đồng thời thực hiện nhiều dự án thì phải có vốn chủ sở hữu đủ phân bổ để đảm bảo tỷ lệ nêu trên của từng dự án để thực hiện toàn bộ các dự án. Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tổ chức cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh hoặc bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mới dưới mức quy mô nhỏ thì không phải tuân thủ các quy định của luật này nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng thì còn phải thực hiện công chứng, chứng thực theo quy định tại khoản 5 điều 44 của luật này. Tổ chức cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, liên hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật này. Luật sư Tuấn phân tích Điều 61 Mục 2, Chương 7, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 nêu rõ, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản, phải có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của chính phủ, có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản. Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ sở quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh, nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của luật này. Trong khi đó, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và đáp ứng các điều kiện sau đây, có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Như vậy, điểm mới đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, doanh nghiệp môi giới bất động sản chỉ cần có ít nhất một người có chứng chỉ hành nghề. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 nêu rõ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, tỷ lệ các kỳ thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được tổ chức còn quá nhỏ so với nhu cầu. Về quản lý hoạt động của môi giới bất động sản, Điều 81 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản và dịch vụ bất động sản khác trong phạm vi của địa phương. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền do pháp luật quy định và theo sự phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.